À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với văn mẫu lớp 6 đề 2 từ câu chuyện của gấu con trong gấu con chân bùn kiểu. Hãy nêu suy nghĩ của em về vấn đề miệt thị ngoại hình. Mời các em đi vào bài mẫu số 1. Xã hội ngày càng phát triển, con người đòi hỏi những thứ tốt đẹp để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Quan niệm về vẻ đẹp của con người cũng vì thế mà gây nên nhiều ý kiến. Người cho rằng đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Có người lại cho rằng vẻ đẹp tự nhiên là quan trọng nhất. Tuy nhiên, đẹp hay xấu không phải là vấn đề quá to tát, mà việc đem ngoại hình của người khác ra bình phẩm rồi miệt thị mới thực sự là vấn đề nhức nhối hiện nay. Chắc hẳn chúng ta đã quen thuộc hoặc không ít lần bắt gặp thuật ngữ body shaming, một thuật ngữ ám chỉ lời nói hành động miệt thị ngoại hình của người khác. Miệt thị ngoại hình là gì? Là bình phẩm chê bai các đường nét trên khuôn mặt, các bộ phận trên cơ thể hay chiều cao cân nặng của mỗi ai đó. Đôi khi người ta miệt thị chính người quen của mình, hoặc thậm chí là những người họ chỉ vừa lướt qua trên phố. Chỉ cần ngoại hình không thuận theo số đông là nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của body shaming. Có những người sinh ra với chiếc mũi tẹt, đôi mắt một mí, xương hàm hô hay chân phồng kiểu. Có những người có thân hình quá béo hay quá gầy, quá cao hay quá thấp, cũng vô tình trở thành tâm điểm bàn tán của người khác. Chúng ta phải hiểu rằng thân thể của mỗi người đâu có được tự quyết định. Họ sinh ra với hình hài mà ba mẹ họ cho. Dù đẹp hay xấu cũng không ai có quyền mang điều đó ra để miệt thị, coi thường, bởi gu thẩm mỹ của người mỗi người là khác nhau. Song điều đó không cho phép ta chê bai người khác. Có thể ta thấy không đẹp nhưng với họ lại là một điều tuyệt vời mà tạo hóa ban cho. Có cô người mẫu nọ mang vẻ đẹp với đôi mắt mù mịn, mảnh khảnh cùng với khả năng trình diễn xuất sắc trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được một hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới mời tham gia chiến dịch quảng bá toàn cầu. Sau khi bức ảnh được đăng tải, đã có nhiều ý kiến trái chiều xảy ra. Người ta khen cô này có vẻ đẹp mang đậm nét Á Châu. Một vài người lại bình luận chê bai cô này xấu, dè bỉu hãng thời trang này ngu mặt khi chọn cô này. Đối mặt với những bình luận trái chiều ấy, cô người mẫu này vẫn tự tin cô ấy đã và đang gặt hái được rất nhiều thành công với ngoại hình và khả năng của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng mạnh mẽ và tự tin như cô người mẫu ấy. Có không ít người vì bị miệt thị ngoại hình mà trở nên bi quan, tự ti, dần đến lựa chọn cách giải quyết tiêu cực nhất, đó là tự hủy hoại bản thân. Việc đem ngoại hình của người khác ra bình luận và chê bai đem lại hậu quả rất không khôn lường. Nó không chỉ làm tổn thương tinh thần của người khác mà còn biến những con người dè bỉu kia trở thành kẻ xấu tính. Đó là một phong cách sống không mấy tốt đẹp. Chúng ta không nên và không có quyền đem ngoại hình của bất kỳ ai ra để chê bai. Bởi nếu chúng ta chê bai một ai đó thì cũng sẽ có người khác đem ngoại hình của ta ra mà dè bỉu. Bên cạnh những người miệt thị ngoại hình người khác thì vẫn có phần đông những người tôn trọng và đề cao vẻ đẹp của một cá nhân khác nhau. Họ không hề bình phẩm, không hạ thấp ngoại hình của những người khác, bởi mỗi người đều mang một hình hài khác nhau. Thật vậy, hình hài ba mẹ ban cho không có lý nào mà ta tự ti với ngoại hình đó, và những người khác càng không có quyền đem nó ra để chê bai miệt thị. Vì một xã hội dân chủ văn minh hay nói không với body shaming, nói không với miệt thị ngoại hình. Mời các em đến với bài mẫu số 2. Body shaming là những phát ngôn mang tính tiêu cực về ngoại hình người khác, không chỉ xảy ra giữa những người xa lạ mà còn giữa những bạn bè, người quen, thậm chí là những người thân trong nhà. Bạn cần hiểu rõ và đối mặt với mặc cảm ngoại hình để những lời nhận xét thiếu thiện ý không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Body shaming được dịch đúng nghĩa là miệt thị ngoại hình, một hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai, chế giễu ngoại hình của người khác. Điều này khiến cho người đó cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm. Trong một số trường hợp, người có khuyết điểm ngoại hình cũng tự body shaming chính mình. Có nhiều loại miệt thị cơ thể như miệt thị thân hình, miệt thị làn da, miệt thị màu da, vân vân. Trường hợp phổ biến có thể kể là sự chế giễu vì cân nặng như bị chê mập, béo phì. Điều này dễ gây ra sự mặc cảm, suy sụp, rối loạn ăn uống và thậm chí tăng cân cho người bị chỉ trích. Ngoài ra, những người có thể trạng quá hậu gầy, ốm yếu
cùng dễ trở thành đối tượng bị mỉa mai ngoại hình. Vóc dáng là nội dung tiêu biểu trong vấn đề chỉ trích ngoại hình. Hiện nay, tình trạng miệt thị ngoại hình qua mạng xã hội rất phổ biến. Mọi người vẫn thường nói người khác quá ốm, quá mập, quá cao, quá thấp trên mạng. Dù những lời nhận xét không hay về ngoại hình của người khác chỉ mang tính đùa giỡn, người nhận những lời đó thì sẽ cảm thấy mặc cảm buồn bã, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ phải nhịn ăn, uống thuốc, tìm đủ mọi cách để đạt được cân nặng ngoại hình hoàn hảo hơn. Nhìn chung, có rất nhiều người đã không thể nào gạt bỏ tâm trạng tự ti sau khi bị chỉ trích ngoại hình. Họ có thể tự một người vui vẻ, hoạt bát chuyển sang nhút nhát, tránh né người khác. Đặc biệt các em ở lứa tuổi dậy thì rất dễ dàng để tâm quá mức vào vấn đề body shaming. Thậm chí đã có người tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực từ việc bị chê bai ngoại hình. Người bị mặc cảm ngoại hình dễ áp dụng các phương pháp kiểm soát cân nặng không lành mạnh. Từ việc cảm thấy tự ti một chút thì sau đó có thể chuyển dần sang những ăn kiêng khem quá đà hoặc dùng đến các loại thuốc gây hại cho sức khỏe. Ban đầu nạn nhân của body shaming chỉ cảm thấy buồn, sau đó nếu những lời chỉ trích ngoại hình tăng dần thì họ có thể bị ám ảnh đến mức chỉ muốn chết đi. Thực tế, những gì mà người khác nói về ngoại hình của bạn cũng chính là những gì bạn có thể dễ dàng cảm nhận được như béo quá hay gầy thế. Nếu bạn biết được rằng mỗi người đều có quan điểm riêng về cái đẹp thì có lẽ bạn sẽ thấy vui vẻ, tự tin hơn. Chuẩn mực về cái đẹp luôn thay đổi theo thời gian. Ví dụ như ngày xưa da trắng, môi trái tim sẽ được coi là đẹp thì ngày mai có thể là da nâu, môi sẩy mới được xem là hợp mắt. Có lẽ rất khó để bạn có thể bỏ hết ngoài tai những lời nhận xét ngoại hình tiêu cực. Tuy nhiên, nếu bạn học cách yêu thương chính mình thì bạn sẽ dễ tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Dù bạn là người dễ tăng cân hay khó trở nên đầy đặn, điều đó cũng không sao cả, miễn là bạn đã cố gắng để hoàn thiện chính mình. Đôi khi, những người nhận xét không hay về ngoại hình của bạn chỉ đếm vui đối với người thân hay bạn bè thì bạn nên nói rõ cảm giác của bạn. Có thể là họ không biết được những lời đùa giỡn đó sẽ làm bạn cảm thấy tệ hại về ngoại hình. Miệt thị ngoại hình ngày càng phổ biến và có thể vô ý gây nguy hiểm đến sức khỏe lẫn tâm lý cho những người có tính cách nhạy cảm và tự ti. Vì vậy, bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi bình luận về ngoại hình người khác. Ngoài ra, chính bạn hãy thật mạnh mẽ đối mặt với mặc cảm ngoại hình, đừng để body shaming khiến bạn tổn thương nhé. Như vậy, cô vừa kết thúc bài văn mẫu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài văn mẫu tiếp theo. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.